Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với giáo trình học Photoshop của RCV Design. Thì trong giáo trình Photoshop của mình ấy, thì cung cấp cho các bạn 20 bài tập. Xuyên suốt 20 bài tập như này, các bạn sẽ học từ cơ bản đến nâng cao. Các bạn sẽ học từ những kiến thức sơ khai nhất rồi đến những kiến thức nâng cao để hỗ trợ cho công việc thiết kế đồ họa hoặc là chỉnh sửa ảnh của mình. Sau khi các bạn đã làm được 20 bài tập của mình về thì các bạn sẽ có thể thấy là cái cách học của mình sẽ là như này. Mình sẽ cung cấp cho các bạn từng cái folder một. Trong các folder sẽ là các bài tập. Ví dụ đây bài 1. Bài tập sẽ có phần bài tập và thực hành. Bài tập các bạn sẽ về nhà làm, còn thực hành các bạn sẽ làm trên lớp. Trong quá trình học mình sẽ hướng dẫn các bạn làm cả hai phần bài tập và thực hành. Mỗi lớp sẽ có một nhóm Facebook. Ở nhóm Facebook như này thì mình sẽ cung cấp cho các bạn một bài game. Trong bài game này các bạn có thể tìm thấy được các cái link. Ở đây thì mình sẽ có cái link về group cộng đồng design của RCV, trang fanpage của RCV Design, link tải bài tập, link hướng dẫn học, link tải bộ cài và link hướng dẫn cài. Các bạn chú ý vào các cái link như này để sử dụng các cái hỗ trợ của RCV Design dành cho giáo trình học. Ví dụ như các bạn có thể vào link hướng dẫn học để các bạn xem các cái danh sách bài 1, bài 2 ở đây. Các bạn có thể vào link tải bài tập. Các bạn có thể download cả bài tập bằng cách là các bạn chọn vào đây chuột phải tải xuống, hoặc là bạn có thể kích nút ở bên trong để bạn download lẻ bài tập. Nếu các bạn thể download từ ngoài không, bạn một cách chuột phải chọn tải xuống. Sau khi bạn download được bài tập 1 về trong thư mục, các bạn sẽ có một file nén bài tập 1. Để sử dụng được file nén bài tập 1 như này, các bạn cần chuột phải chọn Extractu theo tên của file nén. Sau khi Extractu, các bạn sẽ thấy có một folder xuất hiện theo tên của file nén. Các bạn kích đúp vào trong folder và mở những bức ảnh mình đã cho sẵn để các bạn làm việc. Sau khi làm việc xong, các bạn lên nhóm Facebook, áp ảnh theo album. Chúc bạn vui vẻ.